Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Nhi TV Vlog nhé. Thì xin thưa với cô chú anh chị và các bạn như sau. Thì trong cái buổi tối ngày hôm nay thì Nhi lại tiếp tục vạch lá và tìm sâu. Thì mới đây nhất thì Nhi TV Vlog thì cũng có xem được một cái comment của một cái vị khán giả. Thì không biết được là cái vị khán giả này thì có sinh ra được trong một cái môi trường và sinh ra được trong một cái gia đình gia giáo hay là một cái gia đình có ăn có học đàng hoàng hay không. Thì mà Nhi DTV Vlog thì cũng nói thẳng quan điểm với tất cả cô chú anh chị mọi người như sau, là Nhi không quen, không biết cái nhân vật này bao giờ cả. Và cái nhân vật này thì không biết là có phải là ăn giấy ngứa mồm hay không, mà lên làm những cái chiêu trò lọ chiêu trò kia trên kênh của những cái người mà đây bây giờ đang gọi cho là đối lập và đang gọi cho phản biện lại kênh của Nhi DTV Vlog. Thì trong gọi cho là 2-3 tuần nay thì Nhi cũng không muốn tham gia, không muốn đấu tố trên không gian mạng nữa và không muốn tham gia vào cái drama ra mung gì nữa, và Nhi đã chuyển những cái chủ đề khác nó hay hơn để làm những công việc thì nó có ích, nó giúp ích cho xã hội hơn. Thì không hiểu cái nhân vật này thì có nhiều tuổi hay chưa, thì trên cái link đấy thì lại giấu tên, giấu hình ảnh và lại không có cái mặt mũi như nào cả. Thì Nhi cũng thấy bất ngờ, bởi vì là cái nhân vật này thì lên trên không gian mạng thì đa phần thì toàn gọi cho là vào kích bác và dùng những cái chiêu trò tiểu nhân của một gọi cho là một cái con người, thì theo như Nhi đánh giá thì khả năng là một cái con người này là không được dạy đến nơi đến chốn. Thì Nhi cũng đi thẳng vào vấn đề luôn và sẽ nói thẳng về vấn đề luôn. Thì cái nhân vật này là ai thì xin thưa mọi người, đó là cái có cái link tên là Lẻo Đường hay Đường Lẻo gì đấy. Thì Nhi cũng chả biết được là cái nhân vật này thì có nhiều tuổi hay chưa hay ít cả. Nhưng mà theo như Nhi đánh giá và Nhi nhìn nhận được ra ấy, thì cái nhân vật này khéo cũng chỉ ngang tuổi với tên tuổi con mình thôi, chứ chưa thể là lớn được. Và mang những cái lời lẽ và những cái bình luận và những cái lời lẽ lên thì đa phần là chỉ muốn kích bác kênh của Nhi và kênh của người khác, thì để nói để cho hai kênh, thứ nhất là đấu tố lẫn nhau và cãi nhau trên không gian mạng cả. Thì Nhi cũng nhầm hiểu ra rằng là cái nhân vật này thì Nhi cũng nhìn nhận được thì khả năng là do bố hoặc mẹ, thì khả năng là do tăng xông sớm hoặc là có một cái vấn đề gì về gọi cho là đầu óc ấy, nên là mới không dạy được con đến nơi mới đến chốn, thì mới để sinh ra một cái người con tên là Lẻo Đường đấy. Thì cái nhân vật Lẻo Đường này thì xin thưa với mọi người, thì nói câu trước thì lại muốn ăn câu sau luôn. Mà cái nhân vật Lẻo Đường này thì lại đặc biệt được có cái tính ý, thì rất chi là hay. Đó là chỉ thích chui vào những cái chỗ gọi cho là vui chơi giải trí 16m50 mọi người nhé. Mà đặc biệt là của những cái cụ già và của những cái bà già lại thích chui vào đấy. Thì Nhi cũng cảm được nhận được ra là không hiểu là cái nhân vật này thì do bố hoặc do mẹ hay là do gọi cho là dòng dõi hay là do gia đình không dạy được đến nơi, không dạy được đến chốn, nên là mới dùng những cái chiêu đấy. Thì xin thưa với mọi người là Nhi cách đây gọi cho là vài tuần rồi thì Nhi cũng đã không muốn tham gia, không muốn đấu tố hay không muốn gọi cho là tranh giành hay thế nọ đấy kia trên không gian mạng cả. Và Nhi đã chuyển sang một cái chủ đề khác, là Nhi tự làm và Nhi chuyển sang cái chủ đề khác và không đấu tố cá nhân hay bất kể một cái cá nhân nào cả. Thế mà cái nhân vật này thì cứ lên trên không gian mạng thôi, ra giả và chuyên môn gọi cho là cứ tìm những cái câu từ và sinh ra những cái câu từ đấy. Thì theo như Nhi đánh giá ra ấy, thì chắc khả năng là do bố hoặc mẹ thì sinh ra vào trong cái thời điểm, thứ nhất là do là thứ nhất là đói ăn, đói mặc và đói mọi thứ, nên là mới thất ăn thất học và gọi cho thất mọi thứ cả, nên là mới để cho một cái người con như cái cậu Lẻo Đường này cả. Thì cậu ấy lên thì cậu ấy chuyên chui rúc vào những cái kênh nọ, chui rúc những kênh kia thôi. Thì lại cầm những cái cờ lê thì lên gọi cho là những cái comment của khán giả người ta góp ý thì lại chui rúc vào. Thì Nhi cũng mới theo dõi những gần đây nhất thì cũng gọi cho hơn một tiếng thôi. Thì Nhi cũng theo dõi thấy thì cái nhân vật này lại tiếp tục dùng cái chiêu trò để kích bác giữa Nhi và mọi người, để lên đấu tố cá nhân và đấu tố cái nọ đấu tố cái kia. Thì Nhi cũng nói thẳng quan điểm luôn với cái nhân vật Lẻo Đường như này này. Thì chắc chắn là chú hơn tuổi của cháu rồi, Lẻo Đường ạ.
Còn cháu thì sinh ra trong một cái môi trường thì theo như chú nghĩ là không được lành mạnh. Cái thứ hai nữa là chú nghĩ là gia đình nhà cháu, bố mẹ cháu khả năng là do đói kém hoặc do là đói ăn, nên là chắc chắn là đi sớm. Chứ nếu như mà gia đình nhà cháu, bố mẹ cháu mà còn thì đã không để cháu phải đi cò bớt cò bơ, và không để cháu phải lưu vong sống ẩn giật như này. Cháu chui vào những cái kênh nọ, cháu chui vào những cái kênh kia, cháu làm những cái chiêu trò lọ chiêu trò kia như vậy, thì chú cũng đánh giá ra là cháu là một cái thằng gọi cho là sống tiểu nhân và sống bì ổi, luôn luôn dùng những cái chiêu trò để chui rúc vào những cái gọi cho trung tâm giải trí 16m50 của chị em phụ nữ và đặc biệt là của những người già. Thì chú cũng nhìn nhận được ra do hoàn cảnh và gia đình nhà cháu nên là chú cũng không muốn tham gia và chú cũng không muốn nhắc đến tên của cháu nhiều đâu. Nhưng mà chú cảm nhận được ra thấy rằng là chú không nói thì cháu lại càng sủa. Và chú thấy những cái luận điệu và những cái chia sẻ của cháu sủa ấy, thì chú lại càng đánh giá và chú lại càng nhìn nhận được ra rằng là cháu sinh ra trong một cái môi trường và sinh ra trong một cái gia đình thì theo như chú nghĩ là gọi cho là thiếu về mọi mặt đi, và không được giáo dục đến nơi đến chốn, nên là mới sinh ra được mấy con người như cháu. Chứ nếu như mà cháu mà cái con người hẳn noi và cháu là một cái con người tử tế thì không đến nỗi và bây giờ để cháu sinh ra trong một cái môi trường như này cả. Còn trên không gian mạng ấy, thì chú cũng nói thẳng mới lẻo đường như này này. Cháu về cháu có đứng trước gọi cho là cái mồ mả hoặc là cái vong linh của gia đình nhà cháu ấy, của bố hoặc của mẹ cháu, thì cháu có đứng chắp tay, cháu khoanh tay, cháu thử nói là xem bố mẹ cháu đẻ cháu ra là lý do và tại sao không dạy cháu được đến nơi đến chốn như vậy và để cháu đi làm những cái chiêu trò như vậy. Thì một cái người đàn ông nếu như mà theo chú đánh giá như cháu ấy, thì không đến nỗi thì để cháu phải đi cháu chui rúc và cháu làm những cái chiêu trò như vậy. Còn một cái người đàn ông ấy, người ta thanh minh, người ta lịch sự, người ta lịch thiệp ấy, thì người ta đã xây dựng những cái tiếng nói hay, những tiếng nói tốt đẹp. Nhưng mà chú thấy cháu thì cháu càng sủa bao nhiêu ra thì chú lại càng thấy cháu lại tỏ rõ cái thái độ, và cháu chứng minh cho không gian mạng và mọi người thấy là gia đình nhà cháu không được đào tạo đến nơi đến chốn và không được cho cháu ăn học thì và không được giáo dục, nên là chú nghĩ thì chú thấy cháu cũng thấy là thương hại. Bởi vì nếu như mà cháu mà được ăn học ấy, đến nơi đến chốn, thì cháu đã góp được những cái ý kiến hay, những cái lời lẽ làm sao là phản biện nó tốt đẹp. Nhưng mà chú lại thấy gia đình nhà cháu đúng là khổ thân cho mẹ cháu và bố cháu đã sinh ra được một cái người con như cháu, và lại sinh ra và lại xui cháu đi chui rúc, và lại chui rúc vào những cái chỗ hay, chỗ đẹp thì không chui, cháu lại chui vào toàn những cái chỗ trung tâm 16m50, những cái chỗ gọi cho là giải trí. Đấy. Thì chú cũng thấy được là do hoàn cảnh và cũng cho do gia đình nhà cháu thôi. Bởi vì nếu như mà cháu mà giỏi giang ấy, hoặc là cháu mà biết điều, thì cháu đã chia sẻ và cháu góp ý những ý kiến hay cho mọi người, không gian mạng và mọi người được biết. Nhưng mà càng theo dõi thì càng nhìn thấy cháu ấy, thì lại càng nghĩ thấy cháu là thương hại. Thì theo như chú đánh giá, khả năng là do đầu óc của cháu có vấn đề, hoặc đầu óc của cháu có một cái gì đấy gọi cho là thiểu năng trí tuệ đấy, nên là cháu mới dùng những cái chiêu trò lọ, cháu dùng những cái chiêu trò kia. Còn chú thấy cháu nhiều khi cháu lên trên không gian mạng, cháu cứ làm những cái chiêu trò lọ chiêu trò kia, cháu động một quang 86, nhưng mà cuối cùng là quang 86 lên thì cháu lại cụp đuôi nè. Thì chú nhìn thấy là cháu cũng chỉ được cái mõm thôi, chứ cháu cũng chưa được cái gì là tài giỏi cả. Còn có bản lĩnh ý, thì cháu hãy làm kênh YouTube lên cho phản biện, chứ không phải lên mà cháu đi cháu chui rúc, hoặc là cháu đi cháu lấp lúm, thấy chưa, cháu chui vào những cái gọi cho những cái đũng quần của những cái cụ già, của những cái bà già để cháu la và cháu liếm ở đấy. Thì chú thấy là gia đình nhà cháu thì cũng thấy hoàn cảnh, cũng thấy bố cháu và mẹ cháu chắc là cũng ra đi sớm, nên là mới sinh được một cái người như cháu để cháu đi cháu làm những cái chiêu trò loại chiêu trò kia như vậy. Thì chú thấy là quá là gọi cho là rẻ rách luôn. Nên là trong ngày hôm nay thì chú làm cái clip này, thì chú cũng nói với cháu là chú đang vạch sâu và chú vạch lá, chú tìm sâu. Thì vô tình thì chú lại nghĩ ra được cái lẻo đường. Nên là chú nghĩ là thôi thì cháu mà còn gọi cho là lưu vong mà sống ẩn giật ở trên những cái kênh YouTube ấy, mà cháu đi cháu lúp lùm như vậy ấy, thì
thì chú khuyên cháu là cháu hãy xem, cháu về thì cháu đứng trước cái vong linh và cái linh hồn của bố mẹ cháu ấy, hoặc là của họ hàng hang ổ nhà cháu ấy, thì cháu đứng cháu chắp tay vào thì cháu xem là những cái gia đình và họ hàng nhà cháu đã dạy được cháu những gì tốt, cái gì đẹp, hay là cũng chỉ dạy cháu được cái là thành sinh ra thành được một cái con người tiểu nhân sống biểu như vậy, hay là gia đình nhà cháu có truyền thống sống có truyền thống nhá, sống tiểu nhân và bỉ ổi như vậy, thì cháu hãy xem xét và cháu hãy đánh giá và cháu hãy nhận định được ra xem là chú Nhi DT Vlog đây là có đúng không nhá. Nhá, cháu lẻo đường nhá. Còn cháu cứ làm những kênh YouTube đi thì chú đợi cháu lên để cháu phản biện và cháu chia sẻ về chú. Còn cháu đừng lên cháu lúp lùm, mà cháu đừng lên cháu dùng những cái chiêu trò cháu đi chui giúp nữa. Còn những cái trung tâm 16m50 đấy thì cũng chỉ dành cho cháu thôi và dành cho gia đình nhà cháu thôi, cho họ hàng nhà cháu thôi, chỉ có chui vào những cái chỗ đấy thì nó mới hợp với gia đình nhà cháu, mới cháu hiểu chưa hả, cháu lẻo đường. Thế là ngày hôm nay thì chú làm cái clip thì nó cũng qua qua thế thôi, bởi vì chú bắt sâu, chú vạch lá, chú tìm sâu thì cũng tìm đến đây thôi, chứ không nên tìm nhiều nữa. Và tìm nhiều với những cái con người mà thất ăn thất học và vô học như cháu thì không đáng, hiểu chưa hả, cháu lẻo đường. Nên là cháu cứ sủa lửa, cháu sủa mãi, hoặc cháu sủa cả ngày, cháu sủa cả đêm, cháu bảo cả bố mẹ cháu, hiểu chưa, cũng lên mà sủa nhá. Còn riêng chú ấy, chú cũng chả động vào mồ hoặc mả của bố mẹ cháu hoặc của dòng họ nhà cháu. Nên là cháu đừng có làm những cái chiêu trò lọ chiêu trò kia. Còn nếu như mà cháu vẫn tiếp tục thì chú sẽ làm clip cháu chú gửi cho cháu nhiều nhá. Cháu lẻo đường ạ. Đây là cháu hãy xem xét lại những cái luận điệu và những cái chia sẻ của cháu như nào nhá. Còn thôi thì xin chào tất cả cô chú anh chị và mọi người nhá. Thì Nhi DT Vlog thì cũng làm cái clip này thôi. Thì Nhi cũng vạch lá tìm sâu. Và cũng nhân tiện đây thì Nhi cũng làm cái clip này thì lên cũng gửi đến cái nhân vật là lẻo đường, một cái nhân vật gọi cho là gia đình gọi cho là khó khăn, nên là không được ăn học đến nơi đến chốn. Nên là mong mọi người, cô chú anh chị mọi người hãy thông cảm cho cái thằng cháu lẻo đường, và bởi vì cái thằng cháu này nó không được học đến nơi đến chốn do gia đình bố mẹ tăng sông sớm, thế nào mới không được giáo dục đến nơi đến chốn, nên là mong mọi người thông cảm nhá. Thì Nhi DT Vlog xin dừng cái clip ở đây, xin hẹn gặp lại mọi người những clip tiếp theo. Bye bye mọi người.